Rồi, xin chào các anh em đã trở lại kênh Thảo Phúc Audio. Hôm nay em xin giới thiệu tới anh em tới một con máy Akai 747 mà vàng anh em nghe. Một con 747 mà vàng, cực đẹp luôn anh em. Rất là sáng chói luôn anh em, nhìn trên màn hình anh em đã thấy rồi đó. Một con máy mà vàng tuyệt đẹp, vu xanh, tất cả đều là mà vàng anh em nghe. Đó, em sẽ quay cận cảnh cho anh em xem nha, như thế nào. Một con máy mà vàng. Nếu anh em yêu màu vàng thì hãy chọn ấy ngay em này. Em này rất là tuyệt vời luôn. Chất âm thì nghe rất là bay bổng. Dòng Akai thì anh em cũng biết rồi. Dòng Akai thì nghe chất âm rất là bay. Anh em xem. À, để em bật nguồn lên nghe. Rất đẹp luôn anh em. Một con 747 mạ vàng quá tuyệt vời. Vu xanh anh em nghe, vu xanh. Mạ vàng luôn anh em nghe. Bàn phím của nó rất tuyệt vời, rất đẹp luôn anh em. Mũi, đồng hồ số, hai cần hai bên, tất cả đều mạ vàng anh em. Quay từ trên xuống dưới rất đẹp luôn anh em nha. Dòng Akai là một dòng mà rất là thuần túy ở Việt Nam, ở thị trường Việt Nam chúng ta. Nhắc đến đồ băng cối thì hầu như ai ai cũng nhắc tới Akai cả. Nên con Akai, nên thương hiệu Akai đã thấm vào tim máu của những cái thị trường Việt Nam chúng ta rồi. Nên cũng có nhiều người người ta nói là Akai mãi đỉnh. Nên chất âm của nó rất là bay anh em nghe, rất bay luôn. Đây đây là ốp gỗ anh em nghe, ốp gỗ bóng piano, có thể soi gương trang điểm nặng mụn luôn đó anh em. Đó, có in chữ limited. Đó, soi gương trang điểm luôn cũng được nữa. Anh em xem bên này cũng vậy anh em nghe. Phía sau của nó là mà vàng luôn anh em nghe. Ốp nè, bằng nhôm mà vàng, có chữ 747 limited, điện 100V. Máy này nhập từ siêu thị Nhật về anh em nghe. Con này đẹp từ trong ra ngoài anh em, đẹp từ trong ra ngoài. Con này thì quá tuyệt vời rồi. Đó là em quay những cái đồ đẹp của con máy cho anh em cùng chiêm ngưỡng. Một con Akai 747 đèn vu gold limited mà vàng anh em nghe. Đây anh em xem đây, một con máy rất đẹp luôn, những đẹp như như mới xuất xưởng vậy đó nè. Một con máy quá ư là tuyệt vời, rất đẹp. Rồi bây giờ em xin lắp băng và xương vào để anh em mình cùng nghe một bài hát qua con 747 này như thế nào anh em nha. Rồi em đã lắp xương và băng vào rồi. Rồi bây giờ anh em mình nghe một đoạn rề trước 575 anh em nha. Rồi bây giờ mình nghe chiều ngược trước anh em nha. Ở trên đầu nắng trong lòng phố,
Rồi, bây giờ anh em mình nghe chiều ngược lại như thế nào anh em nghe. Rồi anh em cũng đã nghe chiều ngược và chiều xuôi à, cái dòng nhạc này là dòng nhạc à, rề trước năm 75 anh em nghe. Nghe rất là bay luôn anh em. Nếu anh em nghe trực tiếp thì quá là tuyệt vời rồi. Rất là hay luôn. Rồi bây giờ em sẽ test tour lại cho anh em xem như thế nào nha. Hồi nãy là mình đã nghe rồi. Bây giờ mình tour anh em nghe. Máy tua rất là mạnh luôn và rất là êm luôn anh em. Rồi, con này có giá là 80 triệu tròn anh em nha. Con này có giá là 80 triệu tròn. Con này rất là đẹp luôn. Đẹp như mới xuất xưởng anh em nha. Đẹp như mới xuất xưởng. Đó là em quay sát cho anh em mà cái này nếu mà anh em coi trên màn hình TV thì to thì rất là tuyệt vời luôn anh em. Coi được cái nét đẹp của con máy này rất là tuyệt vời anh em nha. Đó, anh em xem. Em sẽ quay lại một lần nữa cho anh em cùng chiêm ngưỡng nha. Về phần phía sau cho anh em xem luôn. Một miếng nhôm luôn anh em nghe. Miếng nhôm luôn. Nhôm mạ vàng luôn anh em nghe. Này có số series của nó coi. Anh em mình coi số series của máy coi. 53 năm anh em nghe. 53 năm. Đây số series của nó đây. À, một con máy quá tuyệt vời. Con này em có hai con nghe anh em. Hai con Gold Limited giống vậy luôn anh em. Con này đầu tư còn rất mới anh em. Đầu tư từ trong ra ngoài luôn. Điều là tuyệt vời như ông mặt trời. Rồi nếu anh em có nhu cầu thì anh em hãy liên hệ tới số điện thoại nằm bên trái màn hình anh em nha. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi kênh. Rồi, xin chào tạm biệt các anh em.